Gà nó nhuyễn kìa. Nhuyễn dưới trời. Chưa chạy anh ơi. Wow, cho cái kia nhẹ nhẹ. Rồi, cái bóng kia quá. Gà chút xíu. Hôm nay anh Hiền anh về một con giang ma 3T82 nè nè. Này đậu đen hả nè. Đậu đen hả nè. Giang ma 3T82. Này là chưa vệ sinh toàn tập nha. Thấy thấy cái màu biết là biết cỡ này. Chưa vệ sinh, nói chung đề nổi ra. Còn anh em mà có tiện chi mua chỗ này để giờ làm cho nó đẹp lên, vệ sinh nó lại. Cái này mới về bãi được nguyên chắc luôn. Đó anh em ơi. Và cái giang có bụi cỡ đó. Bụi bặm nha nè. Đúng là cái này đúng là bãi thiệt nè, bỏ thứ rồi chưa vệ sinh nồi tập là nó rồi đó cỡ hết á. À, còn anh em muốn mua thì này sẽ vệ sinh cái bóng ha, rồi thì mới về thì test cho anh em xem thôi. Em nào anh em có nhu cầu mua thì này cũng sẽ vệ sinh có đẹp đây. Giang ma 3T82 coi hả? Dù dữ luôn nghe, đầu trắng nè. Quá cứng chắn rồi. Nó là chưa được cho mình tập rồi. Chưa được tập. Đẹp luôn. Qua chạy thấy cái cho cấu cỡ nó bụi nghe, nó thấy biết nha. Dữ thiệt. À, mới về luôn nghe nè. Rồi chạy rồi. Không chịu ra bóng chưa ha. Tại vì mình chưa vệ sinh mà. Quá trời luôn. Chưa có làm gì chứ. Mới đem về là lụm luôn ha. Vệ sinh đi đợi xong. Đó, cái lóc mình nằm thấy cái đó. Nghe 82. Mấy cái móc bồ là còn ngon luôn à, còn cái bông kim luôn. Này chút xíu cũng là dồn miếng dầu test cho bạn xem luôn nha, đè luôn cho bạn xem luôn nha. Này chưa vệ sinh anh em ơi, nói chung trước nha, cái vệ sinh này đã rất là đẹp, dòng cam đỏ luôn ha, cam đỏ đời cao. Quá khứ rồi, cam đỏ đời cao sau này, cái dòng cam đỏ này là nói chung là đời mới nghe nè, đời cao sau này ha, nó bóp hơn và nó tiết kiệm nhiên liệu hơn. Mới về chưa vệ sinh, bởi vì anh em thấy không, bụi bặm nó đóng một lớp dày ngò luôn. Còn cái này là hệ thống như là lọc dầu của nó đó anh em, lọc dầu. Dòng ma bọc đây 82 rồi 84 nữa, nó hai loại nha, con số này nè, con số này nè, rồi nhập cái này ha. Quay lại cho mình phải bỏ giang ma 3T82 35 ngựa nè, 31 ngựa anh em ơi. Tua hình như là mát tua là 3060 nha, mát tua nó 3060, cái chấm lứt của nó là 1.425 lứt. 31 người ha. Giang ma 3T nội ha. Giang ma 3T nội ha. Mẹ là con thép nha nè. Mẹ là con thép. Giang ma 3T nội ha. Con thép 31 ngựa. 31 bữa ha. 31 bữa tương đương với 31 ngựa. Mắt tua là 3060. 3060 vòng trên phút. Con này là 3631 ngựa nha bạn. 31 ngựa. Đồ hợp với anh em chạy mấy cái vỏ 8m1 nha. 8m1 hoặc là 72 lấy lớn. 72 đá lớn thì mình chạy con này cũng giọt, rất là giọt nha. 72 đá lớn đó khoảng mét tư đó, chạy này tới luôn á, rất là giọt. Còn cái u gin luôn, cái bóm gin luôn, bánh đạp thì sao này, nó kéo dây cua roi vừa mình thấy rất là nhiều ha. Này nó đim theo máy là nó cái mô ly nó phía sau cái chỗ bánh đạp nó kéo rất là nhiều dây cua roi, không năm dây cua roi, năm đường năm rãnh đó, kéo rất là nhiều dây. 31 nữa ha, 3T82.
để que lại quá wow, vậy cắn ra cắn dữ luôn. Vô dầu nha, dầu lấy bình rồi cắt. Thì đen. Sao mày tâm tự nó cũng lâu trên lạc hơn mấy ngựa nè. Có được không? Có 3T84 đúng không? Ừ. 3T86 nữa hả? Ừ. Nhiều dòng nha. Nhưng nó không trên lạc cũng như ngựa nè, cũng xích nó cũng không như nè. Câu dây đầu dốc. Còn cái bóng ghim xe máy luôn. Có cái trên đầu đen đó à, nhớ nhớ còn cái máy rồi đó à, nhớ cái nhớ theo máy rồi nhớ nhớ bình nhật luôn hả gì nhớ theo máy nhớ bình nhật luôn hàng bãi mà. Nó kéo cái gì mà nói chung là phía sau nó là mình thấy cua go rất là nhiều ha, 5-6 đánh luôn. Rồi nó con gì đầy vô. Con này chắc ba mấy triệu anh hàng, phải không? Hai mấy hả? 24 triệu. 24 hả? À, con này 24 triệu. Quá nhiều. 24 triệu anh em ơi, đầu máy. Con Yamaha 3T82. Đầu đen. Đó, thì anh đang câu bình dục. Mấy dân ma thì nói chung là nó rất là ngại đề nha em ơi. Ngại đề. Qua dầu rồi là điều rác là mỗi cái mỗi nổ. Tại nên dòng dân ma nói chung là nó rất là ngại đề. Nhưng mà chúng nó tiết kiệm nhiên liệu nha. Cái dòng dân ma. Với cái bóc. Câu dây đề vô. Cái về là mình phải cái chỗ dây cu go với vô cái chỗ mà cái dạ, quạt mình sẽ tháo ra ha, tháo ra cái đang còn nữa nè, để cho mình để cái dây cu go kéo cái quạt nó rất là nguy hiểm, để mình tháo ra, tháo ra cho nó chạy cho cái quạt không quay cái đang còn như vậy ha. Trời ơi. Giá nó nhuyễn kìa. Nhuyễn dưới trời. Chưa chạy anh ơi. Rồi, cho cái kia nhẹ nhẹ. Rồi, có kia quá. Giá nó xíu. Nhiễm ghê không trời, quá trời nó quắm nó im như vậy, quá trời nhiễm, trời buồn. Ba tê này mà vô dàn cầu nó giặt bật cửa cái nào anh? Cũng nó cũng nhận đợi đúng không? Vô dàn cầu nó cam tín ấy, diễn cái những cái đứng nha. Con này cam tín nó diễn kìa. Buồn người tắt luôn cái gì? Buồn nó diễn, nhẹ nước kìa. Quá trời nó diễn. Trời trời nó nhẹ nó im. Tại vì im dưới vậy? Quá thứ rồi. Im dưới thôi chứ. Cam phi không lắc luôn vậy. Là nó nói chung là cái phát điện đúng không? À, giờ đấu phát điện của mình nghe nè. Quá trời ra nó im trời. Để không nghe đúng. Cái hỉ cái mục tiêu tính rồi chưa lăn nữa hả? Quá trời nó ra nó diễn. Quá trời.
đó chạy lâu rồi, nó lại co hơi cái nữa đâu hơi đó. Vừa máy chưa vệ sinh luôn nha, quá thứ luôn rồi. Rồi tắt đi đây em. Rồi anh em có nhu cầu thì liên hệ con này ha, mình sẽ vệ sinh cho anh em. Con này thì nãy 24 triệu anh em, 24 triệu anh em. Chân ma 3T82 gam ti im như chó thở, không nghe luôn, đứng này cách khoảng 10 mét là vô tư luôn, hết nghe luôn, quá trời nó nhạy. Anh em có cần thì liên hệ ha. Chân ma 3T82 31 ngựa, tua 3060. Kết thúc video tại đây nghe nè.